Thưa quý vị, kể từ 0 giờ 1 phút ngày 10 tháng 5 theo giờ Mỹ, tức 11 giờ 1 phút hôm nay theo giờ Việt Nam, Mỹ đã chính thức áp đặt mức thuế mới. Theo đó, tăng mức thuế từ 10% hiện nay lên 25% đối với lượng hàng hóa trị giá 200 tỷ đô la Mỹ nhập khẩu từ Trung Quốc. Đây là thông báo vừa được đưa ra của chính quyền Tổng thống Donald Trump ngay sau khi các quan chức Mỹ và Trung Quốc vừa kết thúc ngày thứ nhất vòng đàm phán thương mại mới tại Washington. Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ cho biết đã nâng mức thuế lên 25% đối với lượng hàng hóa Trung Quốc nằm trong danh sách bị tăng thuế sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump không có hành động đảo ngược quyết định đã được thông báo trước đó. Tuy nhiên, hàng hóa cũng nằm trong danh sách 5.700 sản phẩm bị ảnh hưởng nhưng đã rời cảng và các sân bay Trung Quốc trước thời điểm nửa đêm qua theo giờ Mỹ, tức trưa nay theo giờ Hà Nội, vẫn được áp mức thuế cũ 10%. Bộ Thương mại Trung Quốc đã bày tỏ làm tiếc về quyết định của Mỹ và khẳng định sẽ có biện pháp đáp trả tương ứng. Ngoài ra, chính quyền Mỹ cũng tuyên bố sẽ xúc tiến việc áp thuế mới đối với lượng hàng hóa trị giá 325 tỷ đô la Mỹ nhập khẩu từ Trung Quốc nếu cuộc đàm phán đang diễn ra không đạt kết quả.